Chào mừng tất cả các bạn đến với phần thứ hai trong series hướng dẫn cách trồng rau mầm tại nhà. Đây là bước thứ hai, chuẩn bị khay và gieo hạt. Và đây là giá thể sơ dừa chuyên dụng trồng rau mầm sạch. Còn đây là khay xốp trồng rau. Tương đương với một khay xốp như vậy, chúng ta sẽ sử dụng một bao giá thể sơ dừa. Trong quá trình chuẩn bị khay, các bạn cần lưu ý những điều sau đây. Các bạn phải rải đều sơ dừa lên trên bề mặt khay trồng. Và chúng ta có thể sử dụng bay để ép chặt bề mặt giá thể. Sau khi chuẩn bị khay xong thì chúng ta có thể tiến hành gieo hạt lên trên bề mặt khay trồng. Và đây là hạt giống đã được ngâm và ủ theo đúng tiến trình. Các bạn cần lưu ý gieo hạt làm sao cho thật là đều tay và tránh trường hợp hạt bị chồng lên hạt. Chúng ta ép nhẹ hạt giống để hạt giống có thể tiếp xúc với giá thể. Chúng ta sẽ làm như vậy cho đến khi ép được đầy đủ cái khay thì chúng ta sử dụng tấm tre này và đậy lên trên bề mặt hạt giống. Và chúng ta có thể sử dụng gạch hoặc vật dụng gì có khối lượng nặng đè lên trên bề mặt khay trồng. Mục đích của giai đoạn chèn gạch này là để cho rau mầm của chúng ta có thể phát triển đều và đẹp hơn. Và như vậy chúng ta vừa trải qua phần thứ hai trong việc trồng rau mầm sạch rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.